ngọn nến lung linh, tỏa lan ánh sáng cho đời. Đời sống đức tin cũng cần được thắp sáng và soi lối cho muôn người. Ánh nến cuộc đời mẹ không bao giờ dập tắt, dù giữa những phong ba, dù bóng đêm cuộc đời dày đặc. Ánh sáng đức tin của mẹ tỏa sáng đức kiên trung và lòng xin vâng theo thánh ý Chúa trọn đời. Cho dẫu có những ngày bầu trời trong sáng như ngày truyền tin, hay u ám như chiều thứ sáu đồi Canvê, mẹ Maria vẫn kiên vững vượt qua muôn thử thách chông gai. Xin dâng lên mẹ nến sáng cuộc đời chúng con, ánh sáng đức tin luôn tỏa sáng giữa đêm tối cuộc đời đầy cám dỗ tội lỗi. Ánh sáng của yêu thương phá tan băng giá của ích kỷ, bất công và hận thù. Xin cho ánh lửa cuộc đời chúng con luôn sưởi ấm gia đình bằng sự khiêm tốn phục vụ và bác ái vị tha. Chưa chẳng